Quần legging bé gái hay còn gọi là quần thun ôm vẫn luôn là mẫu được ưa chuộng nhiều nhất và các bé cũng yêu thích nhất. Các mẹ có thể kết hợp may quần legging với một chiếc áo cổ tròn dài tay, vậy là bé con của mình đã có một bộ đồ mặc nhà hay đi chơi vô cùng đáng yêu như thế này rồi đấy. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may quần legging cho bé gái nhé. Và để có được bản thiết kế quần legging này, mời các bạn hãy truy cập website atcutoi.com và tìm trong chuyên mục cắt may trẻ em là có. Và đây các bạn hãy nhìn lại bản thiết kế quần legging cho bé gái một lần nữa. Sau khi các bạn đã cắt xong dưỡng quần legging ra báo thì áp lên vải và cắt thành hai mảnh thân quần như thế này. Các bạn gập đôi vải vào và máy hai đường sườn thân quần trước. Sau khi máy xong thì các bạn vắt sổ đường vừa máy và vắt sổ đường gấu nhé. Bây giờ sẽ đến bước ghép đũng. Các bạn áp mặt phải của hai thân quần này vào nhau và máy ghép từ đũng trước ra đũng sau. Chú ý trong quá trình máy vải cô tông như thế này thì các bạn sẽ hơi kéo vải một chút xíu. Sau đó các bạn gập gấu quần 2cm và máy gấu cho hai bên ống quần nhé. Ở phần gấu quần này thì các bạn hãy máy hai đường gấu song song với nhau để cho chiếc quần được đẹp hơn nhé. Tiếp đó các bạn lại đi vắt sổ đường ghép đũng vừa máy và vắt sổ nốt phần cạp quần nhé. Tiếp theo sẽ đến bước máy chun vào cạp quần. Độ dài chun sẽ bằng độ dài của vòng bụng trừ 5 phân, ở đây mình dùng bản chun là 2 phân. Các bạn máy chặn chun như các clip mình đã chia sẻ trước đó, rồi ghép chun vào phần cạp như thế này. Ở đây các bạn máy cạp đè lên chun quần nhé, vừa máy vừa kéo căng chun, còn phần thân quần các bạn để thật êm. Sau khi máy xong các bạn lật cạp ra mặt phải và máy mí một đường cách đó 3 ly. Và đây là kết quả sau khi mình đã may xong. Clip chia sẻ cách may quần legging cho bé của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube @cutoi Do It Yourself của mình nhé. Xin chào.